Nature One Dairy 40 Plus được thiết kế cho độ tuổi trung niên trở lên. Điều chúng tôi nhận thấy gần đây trên toàn cầu đó là dân số ở độ tuổi đầu 50 và 60 đang ngày càng thọ hơn. Tuy nhiên, họ gặp phải vấn đề liên quan đến ăn uống. Và một vấn đề quan trọng nữa, đó là nhiều người trong số họ bị thoái hóa cơ bắp khi họ có tuổi. Nature and Dairy 40 Plus bao gồm protein ở mức độ rất cụ thể và có vitamin, khoáng chất giúp ích cho tái tạo cơ thể. Sản phẩm được thiết kế dành cho người có tuổi sử dụng uống mỗi ngày để sống khỏe, linh hoạt hơn và tham gia các hoạt động như những người ở lứa tuổi thấp hơn. Engage their day-to-day activities as someone much younger than them.